Sáng ngày 15 tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Sau khi trình chiếu video clip về quá trình lập quy hoạch và các nội dung chính của đồ án quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã công bố quyết định số 259 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn với tổng diện tích khoảng 22.821

quy hoạch đặt ra mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố thanh hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa một trong những trung tâm lớn về thương mại dịch vụ công nghiệp công nghệ cao văn hóa khoa học giáo dục đào tạo y tế thể thao của vùng nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo hướng tới thành phố thông minh văn minh hiện đại là một động lực quan trọng góp phần đưa tỉnh thanh hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía bắc của tổ quốc tại hội nghị thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn thanh nghị ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng đã trao quyết định phê duyệt quy hoạch chung đô thị thanh hóa của thủ tướng chính phủ cho lãnh đạo thành phố thanh hóa và huyện đông sơn các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đỗ minh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thành phố thanh hóa và huyện đông sơn Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa vừa là kết quả, vừa là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để việc tổ chức thực hiện triển khai thực hiện tốt quy hoạch, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở ban ngành và ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với các bộ ngành trung ương có liên quan sớm ban hành quy định quản lý quy hoạch tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được duyệt và các quy hoạch quy chế liên quan bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa trong quá trình thực hiện quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa để tạo động lực cho thành phố Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung phát triển bền vững có nhiều đột phá. Phát biểu đáp từ và chỉ đạo hội nghị, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng, cá nhân đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và các ban bộ ngành cơ quan trung ương, văn phòng chính phủ đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp và đồng hành để Thanh Hóa có được một bản quy hoạch chất lượng, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử rất quan trọng, mở ra triển vọng phát triển mới của đô thị Thanh Hóa, là sự kiện có ý nghĩa trong tiến trình phát triển đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan các đơn vị địa phương trong tỉnh, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, tập trung quán triệt triển khai nghiêm túc đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức để từ đó có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt hiệu quả trong thực hiện quy hoạch trên cơ sở nội dung quy hoạch sở xây dựng thành phố thanh hóa huyện đông sơn và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất đồng bộ khoa học đặc biệt trong quản lý phát triển đô thị không gian kiến trúc cảnh quan đô thị quản lý sử dụng đất quản lý xây dựng công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Huy Triều, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Ngay sau hội nghị, thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp với các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện Đông Sơn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy hoạch chung đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tạo động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.